Hiện nay, khu vực vùng cao miền núi đã có những đợt mưa to. Vì vậy, phương án đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực ngầm tràn ách yếu, điểm có nguy cơ sụt trượt, sạt lở rất cần các đơn vị quản lý đường bộ và địa phương sớm triển khai thực hiện, giúp người dân đi lại được an toàn trong mùa mưa bão. Tháng 5 năm 2019, cầu Bản Tạ nằm trên quốc lộ 48D đi qua xã Quang Phong, huyện Quế Phong bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Từ đó đến nay, việc đầu tư xây dựng mới chưa được thực hiện, nên đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt nguy hiểm đối với học sinh khi đến trường trong mùa mưa bão. Còn đây là điểm thường xuyên sạt lở, ngập tràn khi trời có mưa tại km 158 200 quốc lộ 48 đi qua địa bàn xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong. Do khu vực nước ngập tràn thường kéo dài, hơn nữa đường dốc cao, cua gấp khúc nên rất khó để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Mưa có 2 ngày, 3 ngày đó mà sạt rồi. Đi lại là khi đã sạt lở thì đi lại vất vả, nguy hiểm. Bởi vì các vùng sâu vùng xa là hầu như sạt lở toàn đá được các thứ, đi lại là nguy hiểm. Mặc dù có cống thoát nước với khẩu độ khá rộng, nhưng nhiều năm nay tại km 38 400 quốc lộ 48E cũng liên tục xảy ra ngập lụt. Đường thường xuyên ngập sâu vào thời điểm mưa to, trong khi mật độ phương tiện lưu thông qua đoạn đường này khá nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ bất an toàn rất cao. Nguy hiểm chứ, bây giờ nói chung là mới có cái cầu đó là đỡ được cái cầu, còn trên nếu mà đi lấp chấp lên đầu gối này, nếu mà cao nhất là lên đầu gối thì xe máy cũng đi được. Công ty cổ phần quản lý cầu đường Nghệ An trực tiếp quản lý hơn 370 km đường ở khu vực Tây Bắc tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do đơn vị này quản lý vẫn còn rất nhiều điểm có nguy cơ sụt trượt, sạt lở, mất an toàn, đặc biệt là hai ngầm tràn nằm trên quốc lộ 48E đi qua địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp. Nguy hiểm nhất của hai tràn này á là 6 trận mưa, là trận mưa là mưa rất nhỏ nhưng đã ngập rồi, thì cái việc đảm bảo giao thông phải thường xuyên, và có khi thì phải mà khi đã ngập thì đơn vị phải bố trí trực 24/24. Thống kê của các địa phương cho thấy trước mùa mưa bão năm nay, trên nhiều tỉnh lộ ở khu vực miền núi như đường tỉnh 531, 542, 543D và các quốc lộ 16, 48, 48D, 48E có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở tạo thành các ngầm tràn gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến giao thương phát triển của người dân. Cái vùng nguy cơ cao thì chúng tôi có phương án đề xuất để di dời người dân ra khỏi cái vùng đó để đảm bảo an toàn về người cũng như vật chất cho bà con trên địa bàn của các cái vùng khó khăn. Cái thứ hai nữa là thường xuyên theo dõi sát với thời tiết để dự báo chính xác và có những cái phương án để khắc phục và cũng thông báo để cho bà con được cảnh báo sớm. Ban an toàn giao thông cũng đã thường xuyên đốc thúc các đơn vị quản lý, đặc biệt là những cái tuyến đường thường có những cái tiềm ẩn để gây cái ngập úng, chú trọng hơn nữa cái công tác là khơi thông dòng chảy. Thứ hai nữa cũng cần phải dự báo cái việc mất an toàn giao thông trong những cái điểm thường xuyên là có cái ngập úng để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, tránh cái tình trạng là xây dựng công trình làm thắt hẹp dòng chảy. Mùa mưa bão năm nay bắt đầu diễn ra, vì vậy phương án đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực ngầm tràn ách yếu, điểm có nguy cơ sụt trượt rất cần được các đơn vị quản lý đường bộ và địa phương sớm triển khai thực hiện nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa lũ gây ra.